đây nó không thể nào nó ăn vào mặt được. Thì bây giờ mình sẽ ngửa như thế này, tí nữa mình sẽ đi nắng. Ơ từ này, ôi mẹ ơi, nó không thể nào nó ăn vào mặt được ý, bởi vì nó thạch mà. Ôi trời ơi, nó rách hết cả rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Ngày hôm nay là một cái video mà thực sự mình đang rất là háo hức và mong chờ, bởi vì hiện nay ở trên mạng ấy thì đang rất hot về cái sản phẩm, đó chính là máy làm mặt nạ trái cây. Về cơ bản nói thật với mọi người là ngày trước cái máy làm mặt nạ trái cây này nó đã từng hot một lần rồi, nhưng mà gần đây thì nó lại hot lại ở trên TikTok. Và khi mà mình nhìn thấy cái sản phẩm này ở trên TikTok thì mình đã phải mua về ngay mọi người ạ. Ở trên mạng thì có rất nhiều những loại sản phẩm máy làm mặt nạ trái cây khác nhau, với rất nhiều những mức giá khác nhau, có thể là trên 1 triệu này, rồi 900 mấy, rồi 600 mấy. Nhưng mà mình thấy rằng hiện nay đang rất thông dụng cái máy làm mặt nạ trái cây mà có giá khoảng tầm 300 mấy nha mọi người. Đó chính là cái máy làm mặt nạ trái cây Mauer mà mình đang có ở trên tay. Sản phẩm này là hàng nội địa Trung nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ khui hộp cái sản phẩm máy làm mặt nạ trái cây này ra cho mọi người xem nhé. Ở bên trong ấy thì nó sẽ có một chiếc máy làm mặt nạ trái cây như thế này. Đơn giản đây chỉ là một cái máy xay thôi nha mọi người. Nó chỉ là một cái máy xay giống như cái máy xay sinh tố. Ở bên trong nó sẽ có cái lưỡi xoay như thế này thôi nha mọi người. Khi cầm cái máy này ở trên tay ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng cái máy này khá là dày dặn, chắc chắn. Và khi cầm ấy thì rất là chắc tay luôn. Kể cả cái chất liệu nhựa của cái sản phẩm này ấy, nó cũng được làm bằng một cái chất liệu nhựa cực kỳ cứng cáp và không hề giống mấy cái hàng đều đều đâu mọi người ơi. Bên cạnh đó thì cái sản phẩm này thiết kế ở dạng như là, đây là gấu trúc hay sao mọi người, hai cái tai đấy, và có màu trắng và màu hồng. Cái sản phẩm này còn có hình như là màu đen và màu trắng, nhưng mà mình thích màu hồng cho nên là mình mua màu hồng về. Bên trong ấy thì sẽ có một cái, mình không biết cái này là cái gì, như là cái khuôn ở đấy, cái khuôn để làm mặt nạ như thế này bằng silicone đấy. Nói chung là cái loại mà hơn 1 triệu ấy thì nó sẽ có cái khay nằm ở ngay bên dưới cái máy này luôn nha mọi người. Mọi người chỉ việc bỏ nguyên liệu vào đây, sau đấy thì nó sẽ tự chảy xuống cái mặt nạ. Nhưng mà vì cái sản phẩm này là sản phẩm giá rẻ ấy, cho nên là mọi người sẽ phải xay ở trong cái này, sau đấy mọi người đổ ra cái khuôn nhá, chứ nó không phải là tự động đâu. Ở phía bên trong sẽ có một cái quyển hướng dẫn sử dụng như thế này, và có một cái này mình nghĩ là cái để đong cái lượng nước ấy. Và bên cạnh đó có hai hộp, theo như người bán nói đây là hai hộp collagen. Mình cũng không biết là ở trong hai cái hộp này nó sẽ có chứa cái gì, nhưng mà nó sẽ có dạng viên nhộng màu trắng như thế này, và cái chất bột ở đằng trong nó cũng màu trắng luôn. Mình nghĩ rằng ở trong hai cái hộp này, một là thạch rau câu hoặc hai là cái gelatin đấy mọi người. Mình nghĩ là như vậy nhá, không biết có chính xác hay không, nhưng mà cái viên nhộng này nó sẽ làm cho cái mặt nạ này nó đông vào dạng như của dạng thạch ấy, dai hơn dạng thạch một chút xíu, nhưng mà mình cũng không tin đây là collagen đâu. Và cuối cùng ở trong này sẽ có một cái muỗng như thế này để dàn đều cái mặt nạ ra. Và mọi người biết không, ở trên mạng thì mình thấy rằng mọi người thường rất hay làm thất bại về cái sản phẩm mặt nạ trái cây từ cái máy này. Tức là mọi người làm nó sẽ không đông được cái mặt nạ vào ấy. Lần đầu tiên mình làm thì cũng khá là thất bại mọi người ạ, bởi vì nó đặc quá cho nên là mình dàn không đều ra, cho nên là nó hơi lôm côm. Nhưng mà lần thứ hai ấy thì đã thành công luôn, cho nên trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để sử dụng cái máy làm mặt nạ trái cây này như thế nào. Và bên cạnh đó, thực sự cái máy làm mặt nạ trái cây này nó có thần kỳ hay không, và khi sử dụng ở trên da cảm giác nó sẽ như thế nào nhá. Hai lần đầu tiên ấy thì mình đã sử dụng quả táo rồi, đây mình có cả quả cam nữa, nhưng mà mình sẽ không sử dụng quả cam và quả táo. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi độc hơn nữa nha mọi người, mình sẽ sử dụng quả thanh long đỏ. Nếu như mà mọi người ăn thanh long đỏ ấy, hoặc cầm thanh long đỏ ra ở trên tay, thì chắc chắn mọi người sẽ thấy là nó sẽ bị dây cái màu đỏ ra tay và bám khá là chắc. Ok, ngày hôm nay mình sẽ liều luôn. Khi mà mở cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này ra ấy, thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy rằng cái cách sử dụng của cái sản phẩm này cực kỳ đơn giản. Mọi người sẽ phải chuẩn bị khoảng tầm 10ml trái cây, hoặc là các loại sữa hay là nước hoa quả gì đó, chỉ 10ml thôi nhá, rất là ít nha mọi người. Bởi vì trong lần đầu tiên ấy, khi mà mình dùng quả táo và mình bỏ hơi nhiều táo ấy, thì mình thấy rằng là cái mặt nạ đông vào khá là đặc và mình rất khó để dàn trải ra, nên là nó cái kiểu bị gồ ghề. Bên cạnh đó mọi người sẽ chuẩn bị là khoảng tầm 90ml nước sôi nha mọi người. Ở trong này người ta ghi là 90ml, nhưng mà mình nếu như đong 90ml ấy, thì mình thấy cái mặt nạ nó đông rất là nhanh và nó cực kỳ đặc luôn. Cho nên theo như quan điểm cá nhân mình đã làm hai lần thành công, mình đã đắp hai lần thành công rồi, thì mọi người nên bỏ 100ml nước nóng sôi luôn nha mọi người. Trong này ghi là 90 độ nhưng theo như quan điểm cá nhân mình, mọi người cứ bỏ nước sôi luôn. Nếu như mà bỏ nước ấm ấy thì nó sẽ không đông nha mọi người. Mình khẳng định là nó không đông luôn. Cho nên mọi người phải bỏ nước sôi, nước đang đun sôi luôn, sau đấy nhắc xuống mọi người bỏ vào luôn. Sau đấy thì mọi người sẽ cho hai cái viên con nhộng này vào, bởi vì là mình thấy ở trên mạng rất nhiều người làm thất bại rồi, cho nên mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để làm cái mặt nạ này thành công nhá. Đầu tiên ý thì mọi người sẽ phải cắt cái quả thanh long này ra, hoặc là mọi người có thể chọn bất cứ một cái loại hoa quả nào đấy. Đây, thanh long đỏ đấy.
Thì bây giờ nhá, mọi người sẽ lấy một cái lượng tương đương với 10ml thanh long đỏ. Thì rất khó là để đong đếm đúng không? Cho nên là mình sẽ đong đếm như thế này nha. Mọi người hãy cắt một cái lát thật là mỏng. Kể cả khi mà sử dụng những cái loại quả táo hay là những cái loại quả khác ấy, thì mọi người cũng chỉ lấy một cái lượng cực kỳ ít thôi. Đừng bỏ quá nhiều. Những cái loại hoa quả mà ở dạng hơi cứng, hơi rắn vào ấy, thì nó sẽ làm cho cái mặt nạ cực kỳ cứng luôn và rất khó để dàn trải. Bây giờ mình sẽ cắt một cái lát nhá. Thanh long rất là mỏng luôn. Sau đấy mọi người cho hoa quả vào nhá. Mọi người nhớ là cho hoa quả vào trước này. Đấy. Một lượng ít như thế này thôi. Nó chưa đến cả một cái lát hoa quả mỏng luôn ý mọi người ạ. Rất là ít nhá, đừng có cho nhiều, không có đặc quá ấy. Rồi, từng này là mình nghĩ là đủ rồi đấy. Tức là một nửa cái miếng thanh long bé bé như thế này thôi. Sau khi đã cho cái hoa quả vào đây rồi thì mọi người nhớ nhá, là chúng ta không cho nước nóng vào ngay, mà mọi người phải cho cái viên này vào trước. Hai viên nha mọi người, một viên là không đủ đâu. Trong quyển hướng dẫn sử dụng ấy đã hướng dẫn là hai viên nhá, bỏ một viên là nó không có đông đâu. Cái mùi của cái viên này ấy, nó giống như là cái mùi của một cái bột gì đấy mà khó diễn tả lắm mọi người ơi. Nó giống như là cái mùi bột gelatin ấy, chứ nó không giống mùi bột rau câu. Đấy. Nó giống như cái miếng gelatin luôn. Để làm bánh ấy mọi người, tạo cái độ đặc ở trong bánh ấy. Đấy. Thì khi mà bỏ cái viên này vào đây kèm với cả cái hoa quả rồi thì lúc này mọi người mới bỏ nước sôi vào nhá. Nhớ là phải bật nước thật là sôi. Sôi xong vừa tắt bếp một cái là mọi người bỏ vào luôn 100ml áng ở trong cái cốc để đong dung tích như thế này này. Mọi người cứ lấy cho mình tròn 100ml nhá, 90ml như ở trong cái hướng dẫn sử dụng ấy, thì chắc chắn là cái mặt nạ nó rất là đặc luôn. Cho nên là mọi người nhớ áng chừng là 100ml. Cái thành cốc này nó rất là mỏng, cầm bên dưới rất là nóng này, mọi người cầm ở phía bên trên này nhá, để đổ vào đây nhá. Đấy thì mọi người cắm điện vào thôi. Cái điện này nó là dùng điện 220V, cho nên cứ thoải mái nhá, không phải điện 110 đâu. Khi cắm vào như thế này rồi nhá, thì mọi người sẽ bấm cái nút này nhá. Bấm cái nút đầu tiên. Đấy, nó quay to cực kỳ luôn. Đấy, khi mà nó xay xong rồi nó sẽ có cái tiếng tít tít báo như thế này. Khi mà cái máy này nó xay xong ấy thì mọi người mở nó ra và nó sẽ, đấy, nghe mọi người nghe cái tiếng không, bởi vì nắp này nó rất là chắc luôn ấy. Sau đấy thì mọi người sẽ đổ cái mặt nạ này ra khuôn, nhanh tay một chút xíu nhá. Đấy, vậy mình đổ cho mọi người xem này. Đúng màu hồng luôn ấy. Nó có màu hồng mọi người ơi, đúng màu hồng ấy, rất là đậm luôn. Đấy, mọi người đổ, nhớ đổ đều như thế này nhá. Và nếu như mà nó có chỗ nào không đều ấy thì mọi người lấy cái này mọi người dàn nó ra và dàn nhanh tay nhá, bởi vì cái mặt nạ này nó đông nhanh lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi cái mặt nạ này đông. Cái mặt nạ này chỉ sau khoảng tầm mình nghĩ là 2 đến 3 phút là nó bắt đầu nó đông lại rồi. Mọi người cứ để nó nguội hẳn nhá. Hoặc nếu như mọi người muốn đắp mát thì mọi người bỏ vào ngăn mát nhá. Đợi sau 2 phút nhá. Bây giờ thì cái mặt nạ nó đã đông vào rồi nha mọi người. Đây mọi người có thể thấy này, mình làm rất là thành công luôn. Không hiểu sao mọi người làm mấy lần không thành công, nhưng mà mình ấy, mình chỉ cần làm lần thứ 2 là thành công rồi. Thì bây giờ mình sẽ lột cái mặt nạ ra cho mọi người xem nhá. Y như lấy cái khuôn thạch ra luôn mọi người ơi. Và mọi người cần phải lưu ý nhá, là cái mặt nạ này nó dày lắm luôn ý. Đây này, cho mọi người xem nhá. Nó dày lắm luôn, đây. Nhìn nó cực kỳ buồn cười lắm mọi người. Và đắp lên trên mặt thì nó không ăn vào mặt tí nào, bởi vì nó quá dày mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đắp lên mặt cho mọi người xem nhá. Cẩn thận không nó rách mọi người. Đây. Ui nó rách luôn này. Trời ơi, cái móng tay của nó rách ngay lập tức này. Bởi vì nó giống như cái chất thạch luôn ý mọi người ạ. Đây. Đây nó không thể nào nó ăn vào mặt được. Thì bây giờ mình sẽ ngửa như thế này, tí nữa mình sẽ phải đi nắng. Ơ tụi chúa này. Ôi mẹ ơi, nó không thể nào nó ăn vào mặt được ý. Bởi vì nó đã thạch mà, ôi trời ơi, nó rách hết cả rồi. Thôi bây giờ mình sẽ để như thế này nhá. Đây nó tụi chúa lớn. Không thể nào nó ăn vào mặt được. Bây giờ mình sẽ đi nằm trong vòng 30 phút nha mọi người. Sau đấy thì mình sẽ quay lại sau nhá. Không, mình phải đi nằm ngay lập tức, không nó rách hết cái mặt nạ bây giờ. Ok. Thì cái mặt nạ ấy, vì mình có móng tay cho nên nó bị nát bươm rồi mọi người, nó rách tét tè le đây này. Cho nên là bây giờ mình sẽ làm lại một cái mặt nạ mới và mình sẽ đắp và mình đi nằm luôn nhá. Mình không thể nào mình ngồi đâu, bởi vì cái này nó dễ rách lắm mọi người, nó không khác gì cái thạch rau câu ấy này. Đây mình đã làm lại một cái mặt nạ mới rồi mọi người. Mình đang đắp cái mặt nạ này lên trên mặt thì mọi người có thể thấy là cái mặt nạ này nó dày lắm mọi người ơi. Đây, nó dày như là một cái da heo luôn đấy mọi người, dày lắm. Và nó không ôm vào mặt, nó không dính vào mặt ấy. Nhưng mà nó lại có một cái đặc điểm là nó dày như thế này nhưng mà nó dễ rách lắm mọi người ơi. Bạn nào mà có móng tay ấy thì các bạn phải cẩn thận nhá, bởi vì nó rách nhanh lắm. Với cả có một cái vấn đề nữa là nó không thể nào nó ôm vào mặt được, bởi vì nó giống như dạng thạch rau câu ấy, nó không có gì đặc biệt cả. Nó cứ trơn trượt ra khỏi mặt, ngồi cái là nó chảy xuống, ngồi nó chảy xuống. Ok, bây giờ là sau 20 phút nha mọi người. Thôi bây giờ mình sẽ lột cái mặt nạ này ra cho mọi người xem nhá. Đây mọi người thấy này. Đấy. Thì ở trên mặt của mọi người sẽ có một lớp nước rất là đẫm luôn, bởi vì cái mặt nạ này nó chảy nước ra khá là nhiều luôn đấy mọi người ạ. Sau khi đắp mặt xong ấy
thì khi lau ra thì nó sẽ bám một chút cái màu của cái thanh long, cái quả thanh long ra cái bông tẩy trang như thế này nha mọi người. Và sau khi đắp xong, lần này là lần thứ 3 mình sử dụng cái máy mặt nạ này. Hai lần trước là mình dùng táo, lần này mình dùng thanh long, thì mình thấy rằng nó không có cái kết quả gì ở trên da của mình cả. Nó giống như là đắp một cái lớp nước lên trên mặt như thế thôi. Và thực tế là cái dưỡng chất ở trong cái mặt nạ này, mình không biết nó có dưỡng chất hay không, nhưng mà nó không thể nào nó thấm vào da được. Và sau khi đắp xong ấy, cái da mặt của mình nó không có gì thay đổi nhiều cả, chỉ giống như là mọi người đắp một cái lớp nước lên trên da mặt như thế thôi. Mình thấy rằng cái máy làm mặt nạ này nó cũng là một cái trải nghiệm khá là thú vị nha mọi người. Đối với những người mà thích nghịch như mình ấy, như để nói đầu tư cái máy này để làm cho cái da mặt của mọi người đẹp lên ấy, thì mình nghĩ rằng nó không chính xác cho lắm. Và có một điều nữa đó chính là mình không biết ở trong hai cái hộp này thì thành phần chính của hai cái viên collagen này là nó như thế nào. Mọi người nhớ nhá, là cái máy làm mặt nạ này thì nó có 3 chức năng. Thứ nhất là nếu như mọi người ấn ở cái hình có hình cái vết dấu chân của con cún hay là con gấu trúc gì đấy, thì mọi người ấn một lần thì nó sẽ là xay những cái mặt nạ hoa quả của dạng rắn, mình lấy ví dụ như là táo này, thanh long, chuối, vân 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 vân, thì mọi người sẽ ấn một lần thì nó sẽ tự xay. Ấn hai lần là đối với những cái dung dịch như là sữa này, sữa đậu nành, hoặc là những cái dung dịch như là nước trái cây, nước cam hay cái gì đó thì mọi người ấn hai lần. Còn nếu như muốn rửa máy thì rất là đơn giản thôi, mọi người đổ nước nóng vào trong cái máy này. Mọi người đổ nước nóng vào, sau đấy mọi người bấm 3 lần thì nó sẽ xay, nó sẽ xay ở bên trong cái máy và nó sẽ làm sạch cái máy này. Sau đó mọi người chỉ việc đổ cái nước ở phía bên trong ra, tráng lại bằng nước lạnh là sẽ xong nha mọi người. Còn cái cảm nhận của mình sau khi đắp cái mặt nạ này ấy, thì mình không hề thấy nó dưỡng ẩm gì ở trên da. Mình thấy giống như kiểu là nó là một cái dạng cấp nước ở trên da rất là nhẹ nhàng, nó làm cái da mặt của mình mát mát đấy mọi người. Nhưng mà sau khi đắp xong thì mình thấy nó hơi dính dít ở trên da, và cái mặt nạ này thực sự nó không thể nào nó thấm vào da được. Đây mình lấy cho mọi người xem này. Sau 20 phút đắp thì cái mặt nạ nó còn dày như thế này, mà đúng là cái kiểu đắp một cái lớp rau câu cực kỳ dày lên trên mặt luôn. Cho nên là đối với bạn nào các bạn muốn thử một cái cảm giác, đó chính là tự làm mặt nạ trái cây tại nhà, và các bạn muốn thử cái cảm giác là đắp rau câu lên trên mặt nó như thế nào ấy, thì mọi người có thể thử mua cái máy này về sử dụng nhá. Link mua cái máy này thì mình sẽ đặt ở ngay bên dưới phần mô tả của video để mọi người thử tham khảo xem sao. Sau 3 lần đắp ấy thì mình không thấy rằng nó làm cái da mặt của mình đẹp lên, nhưng mà về sự thật nó làm cho da mình kích ứng thì nó cũng không làm cho cái da mặt của mình kích ứng. Nói chung là nó vô thưởng vô phạt ấy mọi người, nó không có cái công dụng gì nhiều ngoài cái việc đó chính là nó mang lại cho mình một cảm giác thú vị khi sử dụng cái loại mặt nạ như thế này. Cái mặt nạ này ấy, thì nó còn dày hơn cái mặt nạ MOI mà chiết xuất từ gạo ấy mọi người. Cái đấy nó còn mỏng hơn cái này, mà cái chất của nó cũng là cái chất rau câu như thế này, cho nên là nó cực kỳ dễ rách. Còn cái mặt nạ này thì nó dày hơn nha mọi người đấy, nhưng mà nó vẫn không thể nào nó dính, nó bám lên trên da được. Mình đã đắp khá là nhiều loại mặt nạ biocell hoặc là mặt nạ dạng thạch như thế này, có những cái nó sẽ bám lên da và có những cái nó không thể nào nó bám lên da được, như là cái mặt nạ trái cây này hoặc là cái mặt nạ gạo MOI ấy mọi người. Nó cũng kiểu dạng như thế này luôn, cực kỳ dễ rách luôn nha mọi người. Đấy, nhưng mà cái này nó dày hơn, nó chắc hơn. Đấy, khi táp 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 lên trên da như thế này mọi người sẽ cảm giác nó mát mát như một miếng da heo luôn, chứ còn nó không có công dụng gì nhiều. Ok, mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích những cái video test thử sản phẩm như thế này ấy, thì mọi người hãy để lại cho mình một lượt like và subscribe nhé. Chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Và đừng quên là hãy like fanpage Võ Hà Linh của mình để cập nhật những kết quả giveaway, và bên cạnh đó tham gia group review chân thật và BG tip của mình để có thêm nhiều kinh nghiệm làm đẹp nhá. Nếu như mọi người muốn mình review về sản phẩm nào hiện nay đang cực kỳ hot hit ở trên thị trường ấy, thì hãy bình luận ở ngay bên dưới cho mình biết. Chắc chắn là mình sẽ dành tiền để mua về thử trải nghiệm xem sự thật như thế nào nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye.